Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Du Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một cái căn nhà nằm ngay chỗ gần góc đường Hoàng Lê Kha, Lê Quang Sung, bến Phú Lâm ha. Góc này là Lê Quang Sung nè cô chú anh chị. Lê Quang Sung ra chợ Bình Phụng nè ha. Ra đường Lò Gốm. Bên đây là đường bến Phú Lâm. Bến Phú Lâm nè, chạy thẳng ra ngay chỗ Trứng Ba Huân. Ở đây là đường Hoàng Lê Kha, chạy ra ngay dòng xây cây gõ, cầu vượt cây gõ Hoàng Lê Kha, bến Phú Lâm ha. Bên đây là bờ kinh Lò Gốm, hay còn gọi là đường bến Phú Lâm. Sau lưng Vũ Hồng đó là cầu Hậu Giang nha, cầu Hậu Giang. Và bên đây, bên hướng này là về cầu Ông Buông đó, về cầu Ông Buông, đường Hồng Bàng ha. Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú chị bạn một căn nhà ngay cầu đi bộ số 4 nè. Cầu đi bộ số 4 nè ha, hẻm 551 mình quẹo vô nha, cầu đi bộ số 4 này ha, mình quẹo vô đây nha. Hẻm 551. Căn nhà một trệt với 4 lầu, chủ nhà đang chào bán với mức giá là 1.890 tỷ. Giá này còn thương lượng nha cô chú anh chị, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, nhà có giấy chủ quyền hồng và có thể hiện hoàn công trên sổ. Nhà nằm hoàn toàn trong khu quyền hữu. 1.890 tỷ còn thương lượng. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm liên lạc Vũ Hồng qua số 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Và căn nhà này ha cô chú anh chị, căn này ha, một trệt với 4 lầu nè. Đó, giá chủ nhà đang kêu 1.890 tỷ ha, 1.890 tỷ nha. Cô chú anh chị bạn nào mà có nhu cầu thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành nha cô chú anh chị. Nhà thì đúc bê tông cốt thép, sổ hồng có hoàn công luôn ha, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha. Nhà mình có hai lớp cửa bảo vệ nha, một lớp cửa lùa bên ngoài và đây là cửa sắt, cửa sắt và kính mài cạnh ha. Cái này là do diện tích nhỏ nên mình làm cái đẩy ha, mình làm đẩy nha cô chú anh chị. Lùa là đó, và tường nhà mình được dán cao lên 1m6 rồi ha, tường nhà mình dán cao lên 1m6 rồi nha. Cạnh này nè cô chú anh chị, cạnh này là gần 4m nè, còn ngang qua là gần 3m ha. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Do nhà diện tích nhỏ nên mình từng tận dụng từng khoảng không gian ở dưới, ở dưới cầu thang thì có làm một cái kho để chứa đồ. Ở dưới trệt này do diện tích nhỏ thì chủ nhà để sử dụng toàn bộ cho việc để xe, rồi để bàn ghế sinh hoạt đồ thôi ha. Nhà mình có điện chính nước chính, nhà là nhà đúc bê tông cốt thép nha cô chú anh chị. Cô chú chị bạn nhìn cái tường này nè, đó trên đây là cái đà này, cái đà nè, nhà có cái đà này là đúc thiệt nè, đó cái đà chịu lực ở dưới nè. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành thì mình đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để giúp họ mua được nhà, cũng giúp chủ nhà bán được nhà ha. Tay vịn cầu thang là bằng inox nha cô chú anh chị, và mặt đi thì đã được ốp gạch rồi. Tường nhà mình thì cũng được ốp gạch cao lên 1m, ở đây là 1m6 ha. Đó, 1m6. Ở lầu 1 này chủ nhà làm cái không gian này là không gian bếp, làm không gian bếp ha, và nhà vệ sinh ở trên đây. Đó, khu vực phía ngoài mình nè. Thay vì nhà mình có chỉ tới đây thôi, 4m là tới đây thôi. Phần này mình lấn ra thêm được là cũng được gần 5m nha, lấn ra thêm đây. Cửa này là sử dụng cửa đùa đẩy ha. Đó, cửa đùa đẩy nè. Đó, cửa đùa đẩy ha. Và ở đây là sắt và kính mài cạnh nha cô chú chị. Và đây là không gian ở phía trước nhà mình đây. Đó, không gian phía trước nhà mình ha. Thì ở quận 8 thì điện này cũng đã được âm xuống rồi. Thì ở đây thì Vũ Hồng nghĩ là trong thời gian ngắn tới thành phố cũng sẽ âm điện xuống toàn bộ luôn á cô chú anh chị. Đó, hẻm cao ráo sạch sẽ đã được làm rồi nha. Nhà mình là gần khu nhà đồng bộ cao tầng ha. Ở đây thì rộng rãi, nhà mình không có đối diện nhìn sang trực tiếp sang cái nhà hàng xóm cô chú anh chị.
cũng thoáng ha. Mình mới đây ra khoảng chừng 10m, 15m gì đó, ra rẽ phải, rẽ trái là mình ra bến Phú Lâm nha cô chú chị. Nhà nằm ở đầu phường 9 quận 8 thành là phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Gần phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu vượt cây gõ cô chú anh chị. Cầu vượt cây gõ là cầu giữa Hồng Bàng á giờ á. Dòng xây cây gõ, cầu vượt cây gõ ha, nằm ở góc đường Hoàng Lê Kha với đường Hoàng Lê Kha với đường bến Phú Lâm nha. Nhà mình là đúc bê tông cốt thép luôn ha. Ở dưới trên thì đây cũng đúc bê tông cốt thép nè. Cô chú anh chị bạn nhìn đây nè. Đó, cái đà sắt nè ha. Đó, đà cái đà nè. Đó, cái đà nè. Đó, dài vô tới kia ha. Bên kia cũng đà luôn ha. Cầu thang ở đây thì chủ nhà từ lầu 2, từ tầng 2 lên tầng 3 thì chủ nhà làm là cầu thang sắt nha cô chú anh chị. Tầng 2 là lầu 1, chủ nhà làm gian bếp. Đó, làm khu vực bếp và nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh ha. Rồi mời cô chú anh chị bạn cùng chú Hồng lên trên lầu, lên trên đầu lầu 2 là tầng 3 nha. Đây cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 thì bằng sắt nha cô chú anh chị. Nhưng mà nhà thì lại đúc là bê tông cốt thép nha. Đây khu vực lầu 2 thì chủ nhà tận dụng làm phòng ngủ nha. Đó, phòng ngủ có gắn máy lạnh sẵn nè. Tường nhà thì chủ nhà cẩn thận ốp cao lên 1m6 hết luôn rồi ha. Ốp cao lên 1m6. Ở đây thì sàn nhà này thì sàn gỗ nha cô chú anh chị. Sàn này là sàn gỗ ha. Phía trước nhà mình là có cái cửa sổ. Đó, về nếu mình không có thế mình muốn cho nó đẹp hơn thì mình làm cái màn ha. Mình làm cái màn cho nó sẽ đẹp hơn nha. Ở đây thì cửa phòng mình sử dụng cửa lùa. Hả, không có diện tích nhiều nên mình sử dụng cửa lùa ha. À, ở trên đây cũng là đúc bê tông cốt thép luôn nha cô chú chị bạn nhìn nè. Đó, được cái là nhà nhỏ nhưng mà đúc bê tông cốt thép ăn rất là chắc luôn nha. Giá dưới 2 tỷ, dưới 1 tỷ 9, cụ thể là 1 tỷ 890 nha cô chú chị. Và chú Hồng đang có mặt ở đây là lầu 2 là tầng 3. Từ lầu 2 lên tầng 3 thì chủ nhà cũng làm bằng thang bằng sắt nha. Ở đây về cô chú chị bạn nếu thích làm cho nó đi dễ hơn á, thì mình sẽ làm cầu thang gỗ, làm cái miếng gỗ giờ đây hoặc ốp miếng đá hoa cương cũng được ha. Và tầng nào cũng là đúc bê tông cốt thép hết nha cô chú chị. Chú Hồng đang ở lầu 2 là tầng 3 lên tầng 4 nha. Tầng 3 lên tầng 4 đây ha. Tầng này cũng có một cái phòng. À, có một cái phòng nè. Phòng này thì có nhà vệ sinh bên trong luôn nha. Bên đây có nhà vệ sinh bên trong luôn ha. Do diện tích nhỏ nên chủ nhà sử dụng cửa lùa nha cô chú chị. Cửa lùa ha. Do nhà mình là kế bên là nhà sớm nó chỉ có một trệt một lầu thôi. Nhà mình tới 4 lầu nên nhà mình cao hơn lên đến tầng 3. Lầu 3 tầng 4 là mình mở cửa sổ ra bên hông được nè ha. Đó, ngoài đó là cái đường rẽ trái là mình đi ra ngoài bến Phú Lâm nha. Còn mặt những căn nhà bên đó là mặt tiền đường đường Hồng Bàng á cô chú anh chị. Và bên tay phải đây nè, cô chú anh chị bạn nhìn để ý cái cột ha. Cái cột đó là cái chỗ xe máy Quang Phương á cô chú anh chị. Đây nè. Ngay đây là xe máy Quang Phương nè cô chú anh chị bạn ha. Để ý là có cái cột cao nè. Với cái bảng hiệu đỏ của xe máy Quang Phương nằm ở góc đường Hoàng Lê Kha với đường Hồng Bàng á cô chú anh chị. Rồi mình rẽ phải làm tới cầu vượt cây gõ nha. Rồi ở đây thì có cái cửa sổ nè ha. Ở đây có cái cửa sổ nè ha. Đó, cửa sổ này mở được nha. Đó, mở được ha cô chú anh chị. Đó, cửa sổ mở ra nè. Đó, mở ra nhìn xuống nè ha. Đây ở dưới phía trước nhà mình đây ha. Chú Hồng đang ở tầng này là tầng 5 lầu 3 ha. Rồi mình cùng nhau đi lên trên lầu 4 nha. Ở đây là cửa sổ này là có song sắt bảo vệ luôn nha. Song sắt bảo vệ mà ngoài là cửa sắt ha. Tường nhà thì cũng được ốp cao lên đến
Tường nhà thì cũng được ốp cao lên 1m6 rồi nha. Ở trên còn khoảng trống đó mình có thể để đồ đạc được đó. Khu vực này cao ráo sạch sẽ, khu nhà đồng bộ ha. Đó, mặt tiền bên đây là mặt tiền đường, bên đây là mặt tiền đường Bến Phú Lâm, bên phải là cầu Phú Lâm, cầu Buông á, còn bên trái là cầu Hậu Giang. Còn góc bên đây là cầu vượt Hồng Bàng hay là cầu vượt Cây Gõ ha. Ở đây chủ nhà cũng có làm cái song sắt này, cái song này để bảo vệ đây nè cô chú anh chị. Nó gắn này lên đây nè. À, mới tháo à ha. Đó, cái song này ở đây nè ha. À, lắp vô nè ha. À, để đảm bảo sự an ninh cho nhà mình ha. Sàn nhà này được ốp gỗ rồi nha cô chú anh chị. Sàn nhà này được ốp gỗ ha. Rồi bây giờ Vũ Hồng mời cô chú anh chị bạn lên tầng kế tiếp ha. Nhà mình thì có giấy chủ quyền Hồng luôn nha, nhà đúc bê tông cốt thép rất là chắc chắn nha. Hả, mình lên thêm một tầng nữa nha cô chú anh chị. Một trệt với 4 lầu ha. Trên đây thì cũng đúc luôn nha cô chú anh chị. Trên đây cũng đúc luôn ha. Thì trên đây thì có cái bồn nước nè, khu vực này thì chủ nhà tận dụng làm cái bồn nước. Còn nếu như cô chú anh chị bạn thích làm cái nhà vệ sinh trên đây thì cô chú anh chị bạn để cái bồn nước lên trên máy ha. Ha, bồn nước ở đây. Còn mình mới thích là cái đây làm cái nhà vệ sinh thì mình đã làm bồn nước trên máy. Và tầng này cũng còn cao nha, có cửa sổ nè. Và ở đây là đúc hết nha. Cô chú anh chị bạn nhìn ngang này ha. Một viên gạch nè, 2 3 4 5 6. 6 viên gạch ha. Hai bức tường nữa nha cô chú anh chị. Và phía bên đây chạy dài qua nè. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 viên gạch ha. Gạch này gạch 4 tấc nha cô chú anh chị. Là 11 là 4m4. 4m4 là có thêm bức tường này nữa nha. Bức tường này nữa nè. Đó, nhà đây thì có cửa sổ, có song sắt bảo vệ ha. Đây. Đây mở cửa này ra thì mình gài cái này để gió nó không quật nha, lên cao rồi gió nó bị quật. Đó, gió nó gịch ra ha. Đó, gài là hắn cô chú anh chị. Rồi gài lại ha, cho nó chắc ha. Bên này cũng vậy ha. Mình mở ra mình gài lại nha. Rồi ở đây là có song sắt bảo vệ luôn nha. Nhà mình là cao bằng những căn nhà 4 lầu ở đây hết rồi nè. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà ở đường Phú Lâm, đường Bến Phú Lâm nha cô chú anh chị. Căn nhà mình á là có địa chỉ á là 551/32/6, đường Bến Phú Lâm, phường 9 quận 8, phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Gần cầu vượt Cây Gõ, gần góc đường Hoàng Lê Kha với đường Bến Phú Lâm, gần góc đường Hoàng Lê Kha với đường Hồng Bàng, ngay chỗ xe siêu thị xe máy Quang Phương, gần cầu vượt Hồng Bàng hay gọi cầu vượt Cây Gõ cô chú anh chị. Căn nhà này có kích thước ngang là gần 4m và chiều dài á, độ ngang là gần 3m và chiều dài là gần 4m. Và nhà có giấy chủ quyền Hồng, hướng nhà là hướng Đông. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là dưới 2 tỷ, cụ thể là 1 tỷ 890 triệu ha, dưới 1 tỷ 9 luôn, là còn 1 tỷ 890 triệu. Nhà có giấy chủ quyền Hồng, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933 797979. Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình đúc toàn bộ bê tông cốt thép ha, sổ hồng mua bán ký công chứng sang tên. Nhà một trệt với 4 lầu ha, mức giá là dưới 1 tỷ 9, cụ thể là 1 tỷ 890 triệu. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu đi xem căn nhà này liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Tài Thành ha. Vũ Hồng sẽ dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để làm việc ha. Rồi cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà nha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng cảm ơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau. Review từ cái trong hẻm 551 này ha. Ngay cầu số 4 nè, chút nãy Vũ Hồng đi vô nè. Vũ Hồng sẽ review qua đường phía đường Hồng Bàng ha, về cầu vượt Cây Gõ cho cô chú chị bạn xem đường đi luôn nha.
hai đầu đây là có hai cái mảng lớn. Thì thường là cái đường phần giải tỏa bé sông này là chủ đầu tư nhà nước là làm thành cái làm chỗ tập thể dục vui chơi nè. Đây cầu này cầu buông 2 nè, bên kia cầu buông 1. Thì đó là cầu Phú Lâm á, cô chú anh chị đi thẳng qua bên quận 11. Mà mình rẽ phải thì mình về cầu Vựa Cây Gõ không? Đây có ban chỉ huy quân sự quận. Rồi mình nhập vào đường này là đường Hồng Bàng rồi nha cô chú anh chị. Hướng là cầu buông hay là gọi là cầu Phú Lâm. Mình đi về hướng quận 5 ha cô chú anh chị. Đi cho cô chú anh chị bạn một đoạn ha. Đây chỗ Vũ Hồng nãy xuất phát nè. Đó chỗ Hoàng Lê Kha nãy Vũ Hồng xuất phát nè ha. Đây cầu Vựa Cây Gõ bên trái mình là Xóm Giá cô chú anh chị. Bên trái mình là Xóm Giá hẻm 702 Hồng Bàng á. Còn cầu Vựa Cây Gõ này sẽ bắt ngang qua đường Minh Phụng và đường Bình Tiên á. Đây có nhiều ngôi chùa lắm, nhà thách Nguyễn Văn Cừ nữa nè. Bên kia là cái đường đi thẳng là qua bên đó là đường 3 tháng 2. Còn bên đây là Bình Tiên, trường Nguyễn Đức Cảnh, chợ Bình Phụng, chợ Bình Tiên. Còn bên đây là Kiều Quý Quang, còn mình đi thẳng là về Đụng Kiều. Còn nhà cao cao màu xanh bên trái là Đụng Kiều. Bên phải là chung cư ngay chợ Giải Xoái Kình Lâm. Bên phải là chung cư Đê Hôm nè. Ở phía bên tay trái mình là phường 16 quận 11, bên tay phải là phường 6 quận 6 ha. Còn căn nhà lúc nãy là phường 9 quận 6 nha cô chú anh chị. Mình đi thêm qua đường Nguyễn Thị Nhỏ là tới quận 5 rồi. Đường Hồng Bàng, đây là đường Hồng Bàng ha. Cô chú anh chị bạn nào mà ưng ý thấy căn nhà một trệt 4 lầu này ưng ý thì alo cho chú Hồng nha. Để chú Hồng mà đến mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem. Rồi nhánh mình rẽ trái đi lại 3 tháng 2 chung cư Cây Mai. Rồi rẽ phải là mình sẽ đi về hướng chợ Chợ Lớn, chợ Bình Tây hả cô chú anh chị. Còn đi thẳng ngã ba cái ngã tư phía trước mặt mình á, ngã năm phía trước mặt mình đó là giao giữa đường Nguyễn Thị Nhỏ, đường Hồng Bàng, đường Nguyễn Trãi, hai nhánh Hồng Bàng, hai Nguyễn Nhỏ và một Nguyễn Trãi ha. Đó, mình đi thẳng Nguyễn Trãi đó về quận 5, về quận 1 ha. Còn mình đi Hồng Bàng thì mình sẽ về Bệnh viện Đại học Y Dược nha cô chú anh chị. Bệnh viện Đại học Y Dược ha. Ừ, Nguyễn Trãi đây là một chiều nha. Đó, Nguyễn Trãi nè. Vũ Hồng xin kết thúc cái clip review căn nhà giá 1.890 ở phường 9 quận 8 gồm có một trệt với 4 lầu ha, 1.890. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì cứ liên lạc Vũ Hồng cho số 0933 797979 ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để mình làm việc tiếp nha. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều. Và nhớ chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình xem xong hết video nhớ bấm like ha. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại những clip review nhà lần sau nha.